Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhận định về tình hình không khí lạnh trong những ngày tới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, khoảng đêm 20 tháng 1 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới nước ta. Sang đến ngày 21 tháng 1, không khí lạnh duy trì ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đến ngày 22 tháng 1, không khí lạnh sẽ tăng cường, tràn xuống rất mạnh ở khu vực Bắc Bộ, có thể có mưa rào nhẹ và dông. Đặc điểm của đợt mưa lần này khác với đợt mưa trước, có thể lan sang cả khu vực phía Tây Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái và khu vực Đông Bắc Bộ, Lạng Sơn, Cao Bằng. Sau đó, mưa sẽ lan dần sang khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa đợt này không lớn nên nguy cơ thấp xảy ra gây sạt lở đất. Chuyên gia thời tiết lưu ý như vậy toàn bộ khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi. Đợt không khí lạnh này có thể kéo dài đến hết ngày 28 tháng 1. Được biết, theo dự báo thời tiết, điểm rét nhất rơi vào khoảng 22 đến 23 tháng 1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng xuống dưới 10 độ C, khu vực Trung Du xuống dưới 7 độ C, khu vực vùng núi cao có khả năng xấp xỉ 0 độ C. Người dân cần đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối xảy ra ở vùng núi cao, đặc biệt là vào ban đêm. Trong đợt không khí lạnh này, phía Bắc và Trung Trung Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời rét, có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ ở khu vực này không thấp như khu vực Bắc Bộ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của đợt không khí lạnh này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt tập trung hướng dẫn vào việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người, chỉ đạo kiểm tra rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú. Các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Cùng với đó, các địa phương thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C, đặc biệt có khả năng xuất hiện mưa tuyết tại vùng núi Tây Bắc. Cụ thể, toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp tới sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Theo dự báo, giai đoạn lạnh nhất trong đợt không khí lạnh sắp tới là khoảng từ ngày 24 đến 27 tháng 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 tháng 1, khu vực Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc cục bộ có mưa vừa đến mưa to, miền Trung sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng ít mây, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng không mưa. Khoảng cuối tuần này, ngày 20 đến 21 tháng 1, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta gây mưa, giảm nhiệt độ và trời chuyển rét. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ đêm 20 đến 22 tháng 1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 21 tháng 1, khu vực này chuyển rét nên nhiệt giảm sâu. Từ khoảng 22 tháng 1, miền Bắc có thể khả năng xảy ra rét đậm. Vùng núi có thể rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Giai đoạn lạnh nhất trong đợt không khí lạnh sắp tới là khoảng từ ngày 24 đến 27 tháng 1. Toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Trước khi đón không khí lạnh, ngày 17 tháng 1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ lại đón mưa nhỏ rải rác. Trời có sương mù, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao, trời rét về đêm và sáng. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định, từ khoảng 21 đến 25 tháng 1 cũng có mưa, mưa rào rải rác. Từ 21 tháng 1, phía Bắc trời chuyển rét. Đợt không khí lạnh lần này xuất hiện đúng vào tiết đại hàn 21 tháng 1 nên được dự báo nhiều khả năng sẽ có cường độ mạnh và kéo dài nhiều ngày. Nhận định về tình hình rét, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đợt không khí lạnh từ khoảng 21 đến 22 tháng 1 mang tính chất lạnh khô nhiều hơn ẩm nhưng vẫn gây mưa, làm nhiệt độ giảm, trời rét. Theo các chuyên gia, đợt không khí lạnh tràn về đúng dịp tiết đại hàn nhưng chỉ gây lạnh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
nhiệt độ ở khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này. Đây là một điển hình thời tiết trong năm có El Nino. Trong khi miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh dài đến Tết Nguyên đán thì thành phố Hồ Chí Minh lại được dự báo sẽ đón Tết trong nắng nóng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón đợt nắng nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nguyên nhân chính là do hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 tăng cao, trở thành thời kỳ cao điểm của mùa khô tại khu vực Nam Bộ. Những ngày đầu tháng 1 năm 2024, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh khá oi bức. Dù có những ngày sương mù xuất hiện, tiết trời mát mẻ buổi sáng, nhưng sau đó đến trưa lại nắng nóng. So với mọi năm, nhiệt độ năm nay được nhiều người dân nhận xét oi ả, khó chịu hơn. Tình trạng thời tiết này bắt đầu từ cuối năm trước, đặc biệt vào khoảng tháng 12 năm 2023, khi người dân thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Nam Bộ chỉ cảm thấy nắng nóng thay vì tiết trời se lạnh quen thuộc của mùa Noel. Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn 3 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2024, khu vực Đông Nam Bộ khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều, thời tiết khu vực phổ biến ít mưa ngày nắng. Có một vài đợt giảm nhiệt độ với nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C, một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 là nằm trong chu kỳ chính đông nên không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất. Nhưng theo nhận định hoạt động của không khí lạnh, thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nên số ngày rét đậm rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các chuyên gia vẫn cảnh báo cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, đặc biệt trong nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, gây rét đậm rét hại trên diện rộng và băng giá sương muối ở khu vực vùng núi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Các tỉnh ven biển từ Tiền Giang tới Kiên Giang cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ngay sau Tết âm lịch. Mùa đông, nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hạ xuống thấp, trời rét đậm rét hại, có nơi xuất hiện băng tuyết, khiến sức khỏe con người bị ảnh hưởng xấu. Qua đó, việc chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh sẽ giúp đảm bảo sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và phòng các bệnh nguy hiểm do thời tiết lạnh gây ra. Các bác sĩ lưu ý về việc chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh như sau. Giữ ấm cơ thể, mặc quần áo ấm là biện pháp đơn giản và hiệu quả giữ ấm cơ thể đầu tiên cần làm. Nhưng không nên mặc loại quần áo quá dày mà nên mặc nhiều lớp quần áo mềm, mỏng, giúp tránh khí lạnh luồn vào cơ thể tốt hơn mà vẫn thuận lợi khi cử động. Đối với trẻ em thường xuyên chạy nhảy chơi đùa, mặc quần áo nhiều lớp giúp dễ dàng cởi dần để điều chỉnh nhiệt độ. Sử dụng các thiết bị sưởi ấm cần đặt nhiệt độ phù hợp, không chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời quá lớn để tránh sốc nhiệt khi ra ngoài. Đảm bảo sự thông thoáng trong căn phòng nên đặt thiết bị làm ẩm hoặc chậu nước trong phòng để đảm bảo độ ẩm không khí. Bên cạnh đó, người bệnh không được sưởi ấm bằng các chất cháy như than, củi các loại trong phòng kín, vì sẽ gây nên ngộ độc khí CO, CO2. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị tử vong hoặc tàn phế do cách sưởi ấm này. Người có bệnh tăng huyết áp càng cần tránh bị lạnh, nhất là bị lạnh đột ngột vì đó là nguy cơ dẫn đến cơn đột quỵ. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng của cơ thể, nó giúp đảm bảo sinh nhiệt, giữ ấm cơ thể. Vì vậy, trong bữa ăn hàng ngày cần đủ định lượng với thành phần đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản bao gồm protein, chất đạm, lucid, chất bột, lipid, chất béo và vitamin, khoáng chất. Nên tăng cường chất béo so với ngày thường vì chất béo sinh năng lượng cao nhất, nếu không buộc phải ăn giảm chất béo. Để có thể trạng tốt trong mùa đông, bạn cần ăn các thực phẩm tươi bao gồm rau quả tươi, trái cây thay vì các thực phẩm chiên, rán. Tránh xa rượu bia. Nhiều người cho rằng thời tiết lạnh uống rượu sẽ làm ấm người. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu lại gây ra những tác hại khôn lường với sức khỏe. Uống rượu, nhất là uống say trong thời tiết lạnh, rất nguy hiểm, dễ bị đột quỵ. Nhiều trường hợp đã tử vong do uống rượu. Khi uống rượu, các mạch máu giãn ra khi gặp trời lạnh, mạch đột ngột co lại, huyết áp dễ tăng, gây tai biến dẫn đến tử vong. Cách tốt nhất là không uống rượu, nếu phải uống và uống quá say, không nên ra ngoài trời lạnh ngay.
vệ sinh thân thể, tắm rửa, vệ sinh thân thể hàng ngày là rất cần thiết để loại bỏ tế bào chết và vi khuẩn trên da, tránh tình trạng nhiễm trùng da dẫn đến các bệnh về da trầm trọng. Mùa đông cần tắm nước ấm ở nơi kín gió, tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh. Tắm nước đủ ấm giúp mạch máu dưới da không bị co lại, để tránh mất nhiệt khi tiếp xúc lạnh, nên giúp các vùng ngoại vi, vùng hở của cơ thể khỏi lạnh cống. Không nên gãi, cọ sát quá mạnh khiến da bị trầy xước tổn thương. Sau khi tắm, ra ngoài phải mặc đủ ấm để tránh bị sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ. Giữ ấm các phần cơ thể, như các phần cơ thể ở xa trung tâm hoặc tiếp xúc trực tiếp nhiều với môi trường, đeo găng tay, đi giày. Duy trì luyện tập thường xuyên. Khi thời tiết quá lạnh, hãy hạn chế ra ngoài, nhưng vẫn cần duy trì vận động phù hợp trong nhà hoặc nơi không quá lạnh, gió lùa. Giúp tăng cường lưu thông máu, giảm nguy cơ một số bệnh như tiểu đường, một số bệnh cơ xương khớp. Giúp tinh thần sảng khoái. Đồng thời tập thể dục trong những ngày ấm áp cũng phải chọn chỗ kín gió, chú ý chỉ tập luyện vừa sức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!